À, dạ, lời nói đầu tiên cho phép Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị, lời chào thân thương. Hồ Minh Đương xin kính chúc cho tất cả đại gia đình nhiều mạnh khỏe, vạn sự thành công. Đặc biệt hôm nay là ngày buồn của gia đình. Hồ Minh Đương đến đây chia buồn, không biết nói gì hơn, cho phép Hồ Minh Đương xin gửi một lớp trích đoạn ngắn trong tuần cải lương được mang tên Bến Cũ. Xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Má ơi, con là thằng con bất hiếu, đáng quỳ bên mồ má xin tội cày quá. Má thương con, xin má hãy thứ tha cho một thằng con đầy tôi đôi. Ngày má mất con không nghe một lời trắng trôi, không được nhìn mặt ba lúc nhập quan, không từ tay mình đôi chiếc mũ tang, không được đốt dài nén nhang trên bàn thờ của má. Không. Dạ, 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 dạ. Tiếng của má từ trên trời vọng xuống, hay từ dưới đất vang lên mà còn nghe vang rền như sóng dày, hay tiếng thê lương từ trái tim con reo gọi, hay má về đây để hài tôi đưa vô lo. Con còn đây mà coi như con đã chết từ lâu rồi, con về đây có khác chi loài cú do chúng sợ ánh mặt trời, còn con sợ gặp những người thân. Nay là ngày má mất má ơi, con về cùng má một mình bên mồ. Má ơi, lời má dạy con ngày nào như còn giảng bài, giờ hiểu ra con làm trai má đâu rồi. Con tự giết đời con, để giờ đây con không dám ngửa mặt nhìn đời. Ngày xưa phải biết chọn bạn tốt mà chơi, má thương con lo cho con từng miếng ăn dạy dỗ từng lời, đêm không ngủ má trong đèn bắt từng con bùi. Ngày ba con mất má như chết đi một nửa, nhưng vì thương con căng sẵn đau khổ âm thầm. Má ơi, đời của má như thân cò lặn lội, một đời vất vả nuôi con. Nay con lớn khôn, con không làm
chữ cù lao. Dạ con hết rồi. Dạ con xin cảm ơn những cặp đôi tăng thương. Dạ dạ.